Em đi sâu sâu coi nhỉ. Đấy cả mềm ạ. Còn thì nãy ta kêu cho to đã nhớ không? Nhớ em nói không? À. Đó, cái lúc quay thì to tiếc ly này. Lúc quay lại ly này. Cố lên bé. Thân án này chị bỏ rơi các em luôn, nhiều lúc không nhớ luôn đấy chị. Ly đứng nổi nữa không đi? Cần đổi người. Cái trán nữa. Mũi nữa. Chị ngó, mà chị nghèo cụ luôn. Đi ạ. Mỗi lần quay video xong là hai cái vai chị bị đau á. Mình gồng để mình nới hết kìa. Giữ. Quay video á. Alo. Đến đi em thấy không?
chưa xong. Chưa xong. Ok, 30 phút nữa. 30 phút nữa. Thôi bị gì lên trên. Dạ. Trên trán cho bé đi. Coi con chỗ mắt nè. Nhắm mắt bé, nhắm mắt con bút tay vào mắt á. Thận lọc nha, đừng có sợ. Sợ mụn bay vào mắt ghê à. Thận lọc nha. Về chưa? Giờ mụn chính là ngón tay chị khó để vào cái chỗ nữa. Chứ không là siêu nhiều chứ không phải là nhiều. Tiêu lưỡi lồng một có ly hả? Một bé đi, thật ra là 5 ngày nữa qua lấy được bé này. Vì em rất là nhiều bé á nhá. Em nhá. Dây xe đâu rồi mọi người? Dạ. 5 ngày nữa em qua được không? Dạ có. Ừ, 5 ngày nữa qua đi, tại vì số lượng mụn ẩn dưới da em còn nhiều lắm. Mình lấy lần nữa là em sẽ thấy hắn sạch hơn. Chứ bây giờ là không thể hết được cho em nhá. Chị lấy ra cái. Em gãy đi, em gãy. Thế là lần này là chị lấy em những con to này, cùi to này. Cứ mấy ngày nữa là mình qua để mình lấy những con mà nó còn ẩn dưới da nữa nhá. Rồi em sẽ cảm thấy nó rất là sạch. Còn giờ thì nó không hết được đâu. Giờ chị mài xong mai. Mụn dưới ha. Giống như dùng để mụn á. Mụn của bé lên giống như kiểu uống, nhiều bạn uống hoa tinh dầu hoa anh thảo chị đó. Nó lại dùng đồ để mụn bé kìa. Y như thế. Một sàn nó tầm khoảng là 150, vì cái tầng 3 là cái tầng trên sân thượng là chủ yếu chỉ để làm phòng nhập phơi với là không biết ăn ở trên thôi anh. Dạ. Dạ. Cái gì anh? Cái này là mặt tiền, mặt trước và mặt sau đúng không? Còn bên thì nó tương tác với cái lỗ này. Đúng rồi anh, đúng rồi. Đúng rồi. Tức là ở đây là anh mua là anh có hai mặt tiền, một mặt đường chính đường sông Hào là 15m, vỉa hè 7m5, còn mặt sau là đường đi bộ ven sông là 9m, còn lại là các căn này liền kề với nhau đó. Dạ. Dạ, anh đang quan tâm mua đầu tư hay sao? Anh mua ở mà. Anh mua ở là anh ở Đà Nẵng luôn à? Dạ, tức là anh đã đi xem ở bên này chưa? Anh chưa, anh đang có nhu cầu mua trong đấy, thầy theo của em. À, đó là anh người Hà Nội à hay sao? Ừ, anh Hà Nội em ạ. À, dạ, thì cái chỗ này là nó nằm ngay khu đô thị Phú Mỹ An á anh. Là nó nằm ngay trung tâm hành chính của quận Bình Sơn á. Thì
nói chung là cái quỹ đất mà ven sông ở Đà Nẵng là nó cũng ít, tại vì sau này khi mà xây dựng ven sông ven biển là chỉ được sở hữu 50 năm thôi. Nhưng mà cái này bên em xin quy hoạch từ trước 2018 á, nên là ra sổ hết rồi là sở hữu lâu dài em ạ. Dạ. Anh tên gì để em tiện xưng hô? Dạ. Hiện tại á là bên này tổng cộng là có 36 căn, nhưng mà theo giá hàng công ty là còn tầm khoảng 4 căn á, là giá 32 tỷ anh. Nhưng mà em đang có một căn là kề góc. Căn này cũng đang có được cái giá tốt á, là giá 25 tỷ thanh toán nhanh anh ạ. Còn nếu mà thanh toán 30% cuối năm bổ sung thêm á, bổ sung đủ để công chứng á, thì là giá 27 tỷ anh. Dạ, trả luôn, chuyển nhượng luôn là 25 tỷ. Còn nếu mà kề góc anh ạ, căn này hai mặt tiền là giá, giá tức là căn này là nếu như mà giá cuối cùng giá tốt nhất là 25 tỷ anh ạ, là thanh toán nhanh luôn, là chuyển nhượng luôn anh vì có sổ rồi. Một căn giá tốt, một mấy căn phút rồi là giá tốt, còn lại các căn khác trên dọn hàng công ty là 32 tỷ anh hết ạ. Luôn nhé, lấy chi quay hết luôn. Dạ, nếu chiếc khấu xong tay đông dơ mà tầm, nó chiếc khấu ít thôi chứ không được nhiều đâu anh, có tầm khoảng 3% thôi. Nó cũng là hai mặt tiền như thế đó. Có một căn góc thì giá 35 tỷ anh. Căn góc thì là 2 mặt tiền, 3 mặt tiền. Có em tiền là giá 35 tỷ. Còn trong trong căn 2 mặt tiền thì có một căn tại đây là giá 3 tỷ. Dạ. Dạ đúng rồi, còn lại là 31. Dạ. Dạ. Số lượng căn là còn nhiều không em? Còn 4 căn anh ạ. À. Dạ đúng rồi, vì bên này có tổng cộng có 36 căn thôi, chỉ có một dãy mặt sông như thế thôi chứ không có nhiều anh ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ xong cái này là xong đấy chị. Sao anh, bao nhiêu tiền sao? Cứ 3 phút nữa chị. Đúng rồi anh, là tính cả luôn, tính tính cả luôn căn gốc đó. Dạ. Hai mặt tiền kia chỉ có 2 căn thôi. Hai mặt tiền có 3 căn. Chỉ có cái mũi thôi mà, từ từ. Dạ. Ok, hiểu anh. Dạ. Anh thế thì bây giờ nếu mà mua được thì sang tên luôn được không? Dạ. Tất cả khoảng 4 kilo đấy để sang tên được luôn ngay luôn. Sang tên được hết rồi, vì nhà là xây xong hết rồi, bàn giao và có sổ hết rồi anh ạ. Nên là mình thanh toán nhanh thì mình